Ôi, hai mẹ con đi đâu đấy? Chị Trinh đấy à? Chị không đi làm à? Cảm ơn, quan tâm nhau thế. Mà mới đẻ có một tháng mà về dáng nhanh phết nhở? Ôi dồi, trộm vía chị ạ. À, em phải cố gắng lắm đấy, như thế mới giữ được chồng. Mình không cẩn thận, chồng lại đi lang thang ra ngoài, chết em. Không phải cạnh khóe, tôi nghe là tôi biết đấy. Mà ai đầy tháng con lại ăn mặc xuề xòa thế này, phải bốc lửa lên. Tôi có nhiều quần áo đẹp lắm, để tôi cho mượn nhá. Hay đây, hay mặc bộ này. À, em cảm ơn nhá. Em có nhiều đồ lắm rồi. Kỳ thị chứ gì, chê chứ gì. Tôi biết thừa nhà cô ấy. Ồ hay chị, em có nói thế đâu. Chị Trinh tối nay rảnh qua đầy tháng cháu nhá. Tối bác sang với con nhá. Ôi bị nắng à, ôi nội em bị nắng, mẹ che cho em nhá. Mà anh Quý đi đâu ấy nhở? Anh Quý nhà em đi làm rồi ạ. Đàn ông ấy là cái giống loài bạc bẽo nhất trên đời. Lúc mình còn trẻ nhá, thì nó nhao nhao đến tìm. Mà bây giờ đứng cả đêm ấy, chỉ có muỗi nó hỏi thăm thôi. Mà cô biết không, bọn trẻ ấy, nó vừa có nhan sắc, vừa có chiêu trò. Như tôi với cô ấy là hết thời rồi đấy. Ờ, em làm gì chị bảo em hết thời? Ở với chồng thì cũng là hết thời. Cô không biết chứ, đàn ông đến chỗ tôi á, nói xấu vợ thôi rồi, nào là đẻ hai đứa, ba đứa, xồ xề, xấu xí. Gì chứ tâm lý đàn ông, cô phải cắp sách sang để học Trinh đây, nhá. Mà anh Quý vẫn đi làm nhở? Trinh nhắc không thừa đâu, cẩn thận đấy. Duyên, mẹ con mình đi mời tiếp không? Về thôi vợ ơi. Đợi em một chút. Chú Bảo đây à? Anh, hôm nay hết đơn sớm nhở? Hôm nay có việc nên là em chạy căng ga căng số luôn. Công nhận các chú trẻ giỏi thì anh chịu, với lại anh sợ công an nữa. Nhưng mà anh được giao ở địa bàn ngon, một mình ngồi trải bạt phát ở cửa chung cư cứ như là cửa hàng ấy. Không biết là bao giờ em mới được như anh. Cũng mãi anh mới được chuyển đấy, ngày mới vào cũng chạy bục cả mặt ra ấy. Mà chú còn trẻ, còn sức khỏe, cố gắng lên, vài năm nữa kiểu gì cũng được chọn chỗ ngon. Vâng, tiện đây anh chúc mừng nhá, mai vào làm chính thức rồi đấy. Có gì thì khao nha em nhá. Anh yên tâm, em khao hết. Khao hết. Anh xin phép, anh đi trước đây. Chào cô. Anh về nhá. Này, ông lấy đâu ra tiền mà khao hả? Thì... tiền lương. Tiền lương? Lương ở đâu? Công ty trả. Qua? Qua vợ. Mà vợ không muốn thì thôi, anh không khao nữa. Đội mũ vào. Rồi. Đừng im đấy, tôi xem cái tóc nào. Tóc với tài vẫn y nguyên, chả thấy khác cái gì cả. Sao lại không khác? Chẳng qua anh đang đội mũ bảo hiểm thôi, tí nữa cởi ra đẹp lung linh. Thật không đấy? Thật. Nào, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo. Chê đấy. Lên đi. Từ mai anh sẽ là nhân viên chính thức. Khi nào có lương, anh sẽ mua tặng vợ một cái váy để báo đáp công ơn vợ lo cho anh việc này. Vâng, tôi cảm ơn, nhưng mà tôi không cần mấy cái đấy. Anh cứ không chơi lô đề là tôi mừng lắm rồi, không phải mua mấy cái của nợ làm gì cả. Thoảng người ta mới giải trí có một tí. Ship hàng quanh năm chẳng ai hay, đánh lô một ngày cả nước biết. Đi được chưa? Đi nhá. Vâng.